trình Tớ Vào Bếp hôm nay có sự tham gia của ba người bạn ở thành phố Vinh. Không biết các bạn sẽ nấu món gì mà thấy các bạn lên thực đơn cẩn thận quá. Chúng ta cùng chờ đợi và theo dõi các bạn trổ tài nội trợ như thế nào nhé. Tôi nghĩ là chúng ta nên làm bánh xèo. Món đầu tiên chúng ta chưa đưa ra quyết định đâu. Theo cách. Món thứ hai là gì? Sẽ làm bún chả cuốn. Không, chảo canh ngon hơn mà. Thì để mình ký cả hai món. Mình nghĩ món thứ ba nên làm bánh bèo. Bổ sung vào món thịt gà lên. Thịt gà gì? Thịt gà rán. Ôi, tuy nhiên được rồi, chúng mình bây giờ sẽ đưa ra quyết định. Nên làm món gì nhờ? Mình nghĩ nên làm món chảo canh. Bây giờ tôi đang nghĩ khác, nếu là món chảo canh thì hơi nhiều chất đường bột quá. Tớ nghĩ sẽ làm bánh bèo. Bọn mình nên làm nhiều món để làm gây sự bất ngờ cho cô giáo. Hay là mình làm bún chả cuốn đi nhá. Ok. Rồi bây giờ để mình liệt kê ra cả nguyên liệu của món bánh bèo trước. Đầu tiên là phải cân bột nắng tôm. Gì nữa nhỉ? Không thể thiếu rau thơm được. Và anh khố nữa. Cần phải có nước chấm vì vậy chúng ta cần được mắm. Sẽ sang món bún chả cuốn. Bún chả cuốn à? Đầu tiên nếu là bún chả cuốn thì đương nhiên phải... Có bún. Miến. Miến thì không có. Đúng rồi, mộc nhĩ. Một củ cà rốt. Trứng. Đúng rồi, trứng. Thịt vai. Không thể thiếu bánh ném để cuốn được. Cần phải có ném cuốn. Đây đủ rồi. Gì nữa nhỉ? Còn nữa, tỏi. Mình nghĩ thiếu một thứ. Tỏi. Và nước mắm để chấm chả cuốn và bún nữa. Thế lâu rồi. Để tớ phân chi phí không? Ừ. Đầu tiên bột nắng. Là một khoảng 2 gói. Khoảng 30.000. Tất cả giá bao nhiêu? 240.000. Thế là vượt quá rồi. Nhưng mà họ chỉ cho 200. Chúng ta phải bớt đi một lượng nào đó. Bớt. Bớt gì? Bớt tôm. Ném quần bớt rồi. Có hay là mình bớt miến. Bây giờ anh thử tính tổng lại có được bao nhiêu? Được 180. Hay là mình lại thêm không chứ ném quần nữa. Ném quần là cứ để 20 tấm. 20 tấm là 20 à? Đủ rồi đấy. Thịt vai 40. Vậy là đủ. Rồi, vậy là đủ. Rồi. Vậy thôi. Xin chào tất cả các bạn, mình đến là Lê Huy. Mình thích nhất là đá bóng. Còn mình là Hà Nhữ, mình rất thích vẽ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Nhật Tương. Sở thích của mình là hát và đánh đàn guitar. Hôm nay chúng mình sẽ nấu một bữa ăn trong chương trình Tớ Vào Bếp dành tặng cho một người rất là đặc biệt. Đó là bánh bèo. Và bún chả cuốn. Chúng mình sẽ cố gắng rất hết sức. 1, 2, 3. Dê! Các bạn ơi, sau một hồi tính toán chi phí này thêm bớt bớt thì cũng đã thống nhất được rồi đấy. Và bây giờ thì đi chợ thôi. Ê, mua chi được? Miến. Mua miến nha. Đấy, có 2 miến. Ba cho cháu. Ba cho cháu 20.000 miến. 20.000 à? Dạ. Có khoán bà rửa cho cháu mua 15.000 tiền miến thôi bạn. Ở đây cũng có bột nắng này. Mua bột nắng luôn nha. Ba cho cháu 2 gói bột nắng. Lấy cháu 10.000 một nhì. Vậy là 20 tấm bánh đá 7.000 rồi bạn. Bánh đi 20 tấm. Để quần cho quần. Rồi. Mấy ba? Đây, năm mươi ấm hải này. Tám. Rồi. Tám 30 này. 90. 92.000. Dạ. Chào cậu Vân ba. Chào ba. Này. Dư tám một dê thịt đây. Một thịt đi. Thịt đâu rồi? Thank you.
Bạn ơi, thịt vải này. Dạ được, cho chồng mua bún thịt vải bạn. Cái này ít quá mày. Anh nghĩ đủ rồi đó. Quá đó. Bạn bạc bạc, nhìn cho con cháu thịt đâu không bạc? Thịt 70 đấy đó anh. Bạc không 70 đấy đó. Này, 6 lương này. Cái nhà cho chảo cả cân cả thịt luôn. Cho xem. Đây, xem chưa? 6742 bạc lấy 40.000. Ờ thôi đây thôi. 40.000 được. Dạ, để cho. Dạ. Rồi chào cảm ơn bạn. Chào gì? Mừng chỉ nhiều rồi. Không, nó nhiều hơn. Nhiều nhiều ý nhỉ. Rồi, cảm ơn thật chắn nhá. Dạ, rồi. Chào chị. Cảm ơn gì? Dạ, chào cảm ơn gì? Chào gì? Dư một tố nữa. Bác, chào bác. Bác ơi, bạn đi chào... Bà lương tố. Bà trong tố bà con. Dạ. Dạ. Bà đi nhìn con nha. Dạ. Ba rồi ba cho bọn cháu thêm mua thêm thì ba bỏ thêm cho bọn cháu. Ba bọn cháu thì tốn. Bỏ thêm với cháu ít nữa hả? Dạ. Rồi ba thêm ra đây nha. Dạ. Thì bao nhiêu rồi ba? Ở đây ba 3.000. Cảm ơn ba. Dạ, chào ba. Dạ. Dư lại một áo luôn thôi ạ. Chào ba. Chào ba. Ba ơi bạn chào rau thơm. Rau thơm à? Dạ. Về rau thơm. Về là cái rụt có cái rụt đúng không? Cái rụt có. Dạ, ba chào một củ. Rau thơm như con này ta bự tí hay. Rau thơm ít thôi. Ờ, rau thơm ít thôi. Mui sao à, mui ta. Dạ. Cho là một bỏ. Rồi, một bỏ thôi ba, một bỏ mui thôi ba. Rồi. Một củ cái rụt. Mấy tiền đấy ba? 5.000. Dạ, cảm ơn ba đấy ạ. Dạ. Cảm ơn ba. Chào ba. Dạ. Ê mưa to ơi. Dưa mình phải vô nấu. Thì tiên. Mà vừa đủ luôn. Rửa rồi. Chưa rửa. Mày lấy rửa không? Đấy, mày vô đây mà. Mày vô đây mà rửa mà. Cái mắt thì đi được. Mày nó lưa ra xa 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 không cái mắt. Mà không hiểu cho màu của đất là cháo cho nó là trên vang à. Em biết rồi. Thank you.
Cắt được ạ? Cắt to gì chứ nữa? Cắt to rồi, cắt nhỏ lại thôi. Cắt nhiều vừa tâm để tí nó đồ nữa. Em biết rồi. Đẹp quá. Cứ để mà xem. Ngày mai đẹp hơn ai? Có ai đẹp hơn không? Thì Thì sợ chứ. Cứ để mà xem anh cho chi thẳng nè. Em thẳng đó. Đừng mất tổng lượng sợ. Cứ để mà xem. Để mà xem sợ. Anh phải có thời gian chỉnh chú lại. Nhẹ. Một cái bài chỉnh chú mất 2 tiếng đồng hồ anh gì nè. Nói lại đây. Rồi nợ tay em mà bảnh hơn nữa. Không á. Cởi không? Từ từ cứ để mà xem. Anh như làm mai đó có mấy kỹ. Kê 2 kỹ. Kê ép. Làm chùm nhìn này là đẹp mà. Đẹp. Trời ơi. Cái bảnh của tôi. Xong rồi. Xong rồi. Ok rồi. Dư như dư con một món đẹp quần nữa. Đúng không? Em nộp bánh bèo đi. Anh rao bọn anh rao cho con nhầm cao cả. Con tả làm. Ok tao đẹp quần đi. Thì mỗi em cũng phải lột rồi. Bởi vì em là con gái. Ê con thiếu. Đứng. Đúng rồi, để hỏi anh đập thử nhá. Mời anh. Từ từ anh cố. Đúng chưa? Chưa, gần xong. Luộc bánh chưa được ba. Gần được. Đâu đấy? Hai em có cần em giúp không? Nó cần gì không? Em là em làm rồi. Làm xong rồi. Tham gia làm luôn đi. Càng đông càng vui. Vừa dài, vừa đẹp. Vừa ngắn vừa đẳng cấp. Chơi ai còn đẹp hơn? Và anh đẹp hơn nhà đẹp hơn? Thì không? Thì sợ. Hai anh kiểu gì chẳng thua em. Cho nó lại. Cho nó lại. Vẫn đi bánh bèo cuốn nữa. Cái gì đó đây? Nhớ để vừa vừa thế là để tí là con đổ nước mỏng với lê đâu thơm lên nè. Chắc có nước nóng thật. Đủ vừa vừa thôi, tí nữa con bò nó mà bỏ hành. Và đây là thành quả của chúng em để dành tặng cô Án. Cô là một người rất dễ gần và cũng đôi khi cũng rất nóng nảy. Nhưng cô vẫn luôn là cô trong tim em. Cô An, một người cô rất mẫu mực, rất thương yêu học trò. Đây là những món ăn rất giản dị, nhưng chứa đầy tình cảm của bọn em mong cô sẽ thích. Thực sự là các bạn làm cô cảm thấy là bất ngờ quá đi. Và vui nhất, cảm ơn các bạn. Cô thưởng thức. Cô này đắng không? Ngon hơn, nhưng mà bột mà nhìn nó đi. Làm gì ạ? Qua cái lưỡi dài làm đi. Dạ. Hoa như cuốn đâu? Chẳng làm. Cuốn đẹp đi. Quá đẹp. Bình thường ở nhà thì mình nhiều khi đôi khi là mình bận học
Có nhiều khi là mình bận lên mạng và tra tìm kiếm vài thông tin lặt vặt nên là mình cũng không có thời gian để giúp bố mẹ. Sau buổi nấu ăn hôm nay thì mình cảm thấy nấu ăn là một việc làm cũng khá thú vị và cũng là lúc để mà các bạn bè có thể tụ họp bên nhau và có thể nấu những món ăn mà mình yêu thích. Thỉnh thoảng mình cũng ở nhà hay cũng giúp bố mẹ như việc cắm cơm, phụ giúp một vài việc lặt vặt, cũng như thỉnh thoảng nhặt rau, rán trứng và cũng nhiều món khá nữa mình không thể nhớ được. Tuy mình là bạn nam nhưng mà mình không thấy xấu hổ hay rụt rè gì mà mình thấy tự hào. Mình có thể giúp được bố mẹ nhiều hơn và quan tâm đến những việc trong nhà nhiều hơn. Theo mình để nấu một món ăn hoàn chỉnh thì cũng không khó quá mà cũng không quá phức tạp. Đó là cảm nghĩ của mình. Sau khi tham gia chương trình tớ vô bếp thì tớ nghĩ là tớ cũng sẽ dành một khoảng thời gian nhỏ nhỏ để giúp bố mẹ trong việc nấu nướng và làm việc. Trong chương trình tớ vô bếp thì bọn mình nấu món bánh bèo và bún chả cuốn vì cô cũng thích ăn và mình thấy hai món này rất dễ làm. Bọn tớ cũng hy vọng rằng là các cậu sẽ thấy thích khi mà xem chương trình ngay. Và đây cũng là một phần nhỏ để cảm ơn tấm lòng mà thầy cô giáo đã dành tặng cho bọn tớ.